Nha, mày vứt con Spark đi, mua này cho vợ đi, hợp lý. Không còn, không phải nghĩ. Cái này mà ví dụ như chị nào cứ ngày tầm 50 20 cây xong là đưa đón con là hợp lý nhất nhỉ. Quá hợp lý luôn, nắng mưa không đến đầu. Gì đến? Như anh biết bình thường ngày chạy bao nhiêu cây? Loanh quanh thành phố suốt ngày khoảng 100 cây chưa đến 100 cây, loanh quanh đây phút xa nhất thì đến. Đi nhiều thì số giống số của mẹt luôn. Hôm nay đi cà phê cà phiếp ngon, cà phê đi chợ quanh. Kể cả gia đình nào mà kiểu thu nhập này thấp à? Con này thực ra dâu như à? À, sang à? Không, con này sang điện ạ. Như cô mua này về chạy loanh quanh. Cô đặt 15 triệu rồi. Cô cọc rồi gì? Ờ. Cô lấy màu gì? Màu đỏ. Con màu hồng sao nó này. Cái đấy là bản nâng chị cao đặt à? Nâng cao, bản nâng cao. Đặt chưa? Mà mấy đứa em cô đặt màu này. Màu đỏ chót này. Hả? Còn nóc không, cô đặt màu đun này. Đỏ đun. Đây chả đâu đun nghĩa. Cô lấy về cô độ tiếp ấy, ta bỏ 10 triệu độ tiếp. Độ gì? Đấy, làm cái mâm này. Cái này có cam lùi đâu? Không có cam lùi à? Không cam lùi, về lắp thêm cam lùi. Sáng à. Đèn LED, con này tối đi chả nhìn đi gì. Thế à? Vâng, đèn halogen thì tối lắm không nhìn đi gì. Cô phải độ mấy chục nữa. Không, tầm 10 15 triệu là chục thoải mái rồi. 10 15 triệu. Lung linh hơn thì độ nữa. Thích lung linh độ nữa, còn lại làm cái cơ bản thôi. Ví dụ cam lùi không cần thì cô lắp thêm cái cam lùi. Cái này cao à? Kia cô đăng ký con kia con linh cái này nó cao hơn con kia. Cao đấy, cao hơn đấy, cao hơn Morning linh đấy. Con này cao hơn con kia đúng không? Cao hơn. Nếu nhìn dáng này thì đẹp hơn kia nhỉ? Nhưng cô chủ yếu một mình cô đi à? Thế mà cô lấy con này hợp lý mà. Một mình cô đi là hợp lý.